Hằng ngày hành giả cứ phân biệt, đây là người tôi thương, đây là người tôi ghét thì sẽ khổ. Ghi nhận đây là danh, đây là sắc thì sẽ bớt khổ. Thưa sư, vậy ví dụ người mình ghét trước mặt thì đâu là danh, đâu là sắc? Nếu mà quý vị hỏi về cái pháp hành á nha, thì điều kiện để chúng ta có thể quan sát được danh sắc, quý vị biết là cái gì không? Là quý vị phải hành thiền tứ đại, hành thiền được một tứ đại, và quý vị chứng được cận định nha, đạt được cái tối thiểu là cận định. Thì bằng cái cận định của cái thiền tứ đại đó, thì sau đó quý vị mới quay qua mình quan sát danh sắc. Tức là gì? Cái chuyện mình hành thiền á, nó có cái con đường đàng hoàng, nó có bản đồ đàng hoàng nha, nó có từng bước để mình đi, chứ không phải là mình cứ tự nhiên mình đọc đâu đó đây là danh, đây là sắc, rồi học A Tỳ Đàm một mớ nha, rồi học đi mấy khóa thiền một mớ đó, vài mớ đó, rồi mình bắt đầu là mình quán tùm lum, nó không có được theo cái thứ tự, theo cái lộ trình đó. Thì mình chỉ giống như cái kiểu là mình đọc vẹt thôi, tức là nhìn thì cái gì mà nó thuộc về tâm lý thì nó là danh, còn cái gì mà nó thuộc về cái cơ thể, cái hình tướng thì nó thuộc về sắc. Thì mình chỉ đọc vẹt thôi quý vị à, chứ mình không có thực sự thấy như đúng sự thật bản chất của nó. Mà nếu như quý vị muốn thấy đúng á, thấy đúng danh sắc của nó đó, mình phải hành thiền tứ đại nha. Cho nên là cái này quý vị mình ở đang ở thấp mà mình đi xa quá, đi xa quá. À, cô bổ sung không? Cái phần số 2 này nè. Alo, có nghe không? Nghe. Phần số 2 này nè. Đúng là cái người chứng đạt á, người ta ghi nhận danh sắc thì không có khổ. Nhưng mà mình ghi nhận cái kiểu là tôi mơ mình ảo á, là mình khổ. Còn á cái khúc sau thưa sư vậy, ví dụ thấy người mình ghét trước mặt đâu là danh sắc, thì câu này á nó rất là hay nếu mình đổi lại chút xíu. Tức là thưa sư, ví dụ thấy người mình ghét ở trước mặt thì làm sao để bớt ghét, thì chúng tôi sẽ trả lời còn là danh sắc. Tại vì người 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 mình thương hay người mình ghét, người sao nó cũng danh sắc, nó cũng nhiều đó, không phải người mình ghét là danh sắc nó khác. Cho nên nếu mà câu này mà người mình ghét á, làm sao để mình đối diện với người mình ghét để mình làm cái gì để mà mình hết ghét, mình bớt ghét hay là mình bớt khổ đau, thì chúng tôi sẽ trả lời. Thì nếu mà nghe được thì bữa sau bạn đánh lại câu hỏi trả lời cho. Cái này giống như là mình ráng muốn hỏi cho nó cao á, nhưng mà cái khả năng của mình chưa có tới. Bữa đó nó rồi lấy mì gói nấu nấu không có ngon.